Ngày 7 tháng 4, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại huyện Khoái Châu. Cùng tham gia đoàn giám sát có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Khoái Châu đã triển khai các bước quy trình cuộc bầu cử theo đúng luật định. Ủy ban bầu cử huyện cũng đã thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác bầu cử. Toàn huyện có 196 khu vực bỏ phiếu tại các xã thị trấn. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trần Quốc Toản yêu cầu huyện Khoái Châu cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các tổ bầu cử làm tốt việc lập và niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử. Trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, chủ động giải quyết những kiến nghị của công dân, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên tổ bầu cử, tập trung kiện toàn các chức danh ở một số địa phương theo đề án nhân sự được phê duyệt trước đại hội, cũng như rà soát các chức danh cán bộ phục vụ cho công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026.